Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 26,5% doanh nghiệp trong nước do phụ nữ làm chủ, đang từng bước thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Để góp phần giúp đội ngũ này ngày càng phát triển, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với dự án SheTrades và UPS hỗ trợ các nữ doanh nhân Việt Nam các kỹ năng phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. SheTrades là một sáng kiến trực thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế, cơ quan liên hiệp của Tổ chức Thương mại Thế giới và Liên hiệp quốc UN, nhằm tạo ra một hệ sinh thái bao gồm các giải pháp tích hợp nhằm trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Với mong muốn đưa hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, hợp tác xã này có thể tự tin với chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, sự hiểu biết về hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu sản phẩm còn hạn chế, nên mong muốn có được những hướng dẫn cụ thể hơn để có thể đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Các sản phẩm của sự kinh doanh của chúng tôi thì chủ yếu bao gồm tất cả các một số hợp tác xã và chúng tôi đã được kết nối và liên kết với nhau. Thì hiện nay các cái sản phẩm của nông sản của chúng tôi thì cũng đã chế biến ra được tất cả những cái hàng hóa nhằm móc nối là giữa các cái nhà sản xuất ra cái sản phẩm nông sản và chúng tôi đi đến chế biến để mong muốn là một cái là liên kết để được xuất khẩu sang các nước. Nằm trong loạt giải pháp kế hoạch triển khai của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã thông qua dự án SheTrades UPS Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp do nữ làm chủ thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, dệt may, dịch vụ. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đó là sẽ phối hợp cùng với lại ITC để triển khai hàng loạt những cái hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, từ là hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nữ của Việt Nam cho đến là hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam này vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ huấn luyện cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nữ của Việt Nam chuyển đổi số, tham gia vào các nền tảng thương mại điện tử để xuất khẩu trực tiếp xuyên biên giới. Rồi thì là hỗ trợ các doanh nghiệp nữ của Việt Nam tiếp cận cái nguồn tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ của Việt Nam tiếp cận thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ của Việt Nam là phát triển kinh doanh bền vững theo hướng xanh và bền vững. Tính đến nay, tại Việt Nam, dự án này đã đào tạo cho 950 nữ doanh nhân, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn 2,5 triệu đô la Mỹ, trong đó tập trung vào các nữ doanh nghiệp trẻ, bởi họ là lực lượng lao động trong tương lai nên cần được đào tạo từ bước đầu để có kỹ năng cần thiết phát triển doanh nghiệp. SheTrades Việt Nam xác định sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính. Đầu tiên, chúng tôi hỗ trợ cho phụ nữ chuyển đổi số, giúp họ có công cụ nền tảng số hóa tốt hơn, tiếp cận thông tin thị trường thông qua thương mại điện tử, tăng doanh thu. Đồng thời, sẽ hỗ trợ về dòng tiền đối với các doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo về tiếp cận nguồn tài chính tín dụng và dự án sẽ tổ chức đào tạo cho nữ giới, công cụ và áp dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử. Đến hết năm 2025, dự án SheTrades UPS Việt Nam kỳ vọng có ít nhất 2.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp cận và chuyển đổi số thành công, huấn luyện và tư vấn khả năng tiếp cận thị trường, tạo cơ hội đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp theo chương trình dựa trên các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.